quý vị các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp thẻ nhớ cho chiếc camera Zenvid H6C. Và rất nhiều khách hàng cũng khi mua chiếc camera về và nhìn xung quanh chiếc camera không thấy khu vực lắp thẻ nhớ của chiếc camera ở đâu, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp thẻ nhớ cho chiếc camera H6C. Thì chiếc camera ở đây thì để chúng ta nhìn được khu vực lắp thẻ nhớ và nút reset thì các bạn sẽ gạt cái mắt camera lên phần phía trên, các bạn cầm camera như thế này và các bạn sẽ gạt cái mắt lên và các bạn sẽ nhìn thấy phần khe lắp thẻ nhớ ở khu vực này, và cái phần khuyết của cái chiếc thẻ nhớ của chiếc camera H6C này thì các bạn sẽ ở bên tay trái và phần đồng nó ở phía trên, các bạn cầm như này đấy, các bạn cầm như này và phần khuyết nó ở bên tay trái, phần đồng ở trên. Đây là chiếc camera H6C của EZBIT và các bạn dùng móng tay và các bạn ấn một cái, tách cái này là đã lắp được cái chiếc thẻ nhớ cho chiếc camera. Và cảm ơn quý bạn đã theo dõi video phần hướng dẫn lắp đặt thẻ nhớ cho chiếc camera EZBIT. Đấy. Xin chân thành cảm ơn quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy bấm like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông giúp mình để khi mình ra một video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Và rất mong quý các bạn hãy ủng hộ giúp đỡ mình bằng cách bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông để mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Hẹn quý bạn ở video tiếp theo.